Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên TV trong phần chơi Minecraft Emily Fine. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ hoàn thành khu vực ở đây. Và đầu tiên là chúng ta hãy điểm qua những cái công việc cần làm trong ngày hôm nay trước. Thì ngày hôm nay mình sẽ phải lắp cát toàn bộ khu vực này. Các bạn có thấy bên dưới này là một cái hồ nham thạch đúng không? Bây giờ mình sẽ lát nữa mình sẽ đi qua lấy cát ở bên thủy cung để mình lắp lại hết. Và chúng ta có một công việc rất rất là cực nhọc mà cần phải làm. Và công việc nó cũng đòi hỏi khá là nhiều gọi là kinh khủng, phải nói nó rất là kinh khủng, bởi vì mình sẽ phải bơi xuống dưới, mình sẽ phải bơi xuống dưới phần nham thạch này để chúng ta ốp cái vách tường ra, như các bạn đã thấy cái phần này nè, để mình đập cái cục này ra đi. Đó, chúng ta chỉ có một cái cục ở bên dưới này thôi, để chúng ta chặn lại đây, chúng ta mới chỉ có một cục thôi, và như vậy là chúng ta sẽ phải bơi xuống dưới và ốp gạch lại, bởi vậy mới nói nó thật là kinh khủng đó. Vì thế công việc này đòi hỏi sự can đảm và tỉ mỉ nữa. Chúng ta phải chuẩn bị mấy bình thuốc và mình sẽ phải lấy thêm mấy bình thuốc qua. Và trước khi mình đi ra thì mình cần sửa lại chỗ này một chút xíu. Để giảm tải cái việc chúng ta sử dụng quá nhiều đá andesite thì ở bên dưới này cũng chẳng cần đâu. Bỏ luôn cũng được. Đó, chúng ta cứ ốp lại như thế này. Vách tường như vậy là được. Và ở ngoài kia, ở ngoài này, chỗ này hơi nguy hiểm một chút xíu bởi vì nó là cái nơi mình đào nham thạch đó. Mình sẽ thay đổi những cái chỗ này. Ngay từ đầu thì mình dự định là chúng ta sẽ kéo xuống bên dưới luôn. Ồ, chỗ này chưa có thay hả? Nhưng mà vấn đề xảy ra là chúng ta phải mất thời gian đi đào thêm mấy cái đá andesite. Nó cũng không cần thiết lắm. Nên thôi khỏi. Mình không cần phải đổi làm gì. Và nó cũng không cần thiết nữa. Thế chúng ta đổi lên như thế này là được. Đó. Và còn một cục ở bên này là xong. Thì trong ngày mai mình sẽ làm hết những cái phần đó và hy vọng là chúng ta có thể làm xong được khu này luôn. Mình chỉ có việc làm ở đây là xong rồi đó. Và bây giờ chúng ta đã đổi lại hết thì nó không còn cái cột đi xuống nữa. Như vậy là được. Nhìn như vậy thì nó cũng đẹp rồi. Có lẽ là mình sẽ phải đi thay lấy thêm cát và mình sẽ phải chuẩn bị thêm một số cái bình nước để mình bắt đầu nấu cái thuốc kháng lửa đó. Mình đã chuẩn bị cũng khá là nhiều ở đây. Chúng ta có những cái magma cream đây, đâu rồi, magma cream đây, thì để mình bơi trong đó. Mình sẽ phải bơi trong nham thạch và đặt những cái khối này, công việc rất là nguy hiểm, cho nên chúng ta hãy cổ vũ tinh thần bằng cách like video này nào. Và bây giờ mình sẽ lên đường để lấy những món cần thiết trước. Và hiện tại chúng ta đã qua lên được tới thủy cung rồi. Mình sẽ lấy một mớ cát trong cái thùng này ở đây. Cái chỗ này chúng ta sẽ dọn lại sau khi mà mình bắt đầu tiến hành làm việc ngay tại đây. Chúng ta sẽ chạy qua bển rồi để mình bắt đầu đổ cát xuống nào. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào công việc chuẩn bị để lao xuống dưới. Thì mình sẽ không xài mấy cái cuốc xịn và đồ xịn của mình nữa. Mình sẽ đem cất. Sợ mất. Mình sẽ đem những cái món đồ cùi bắp nhất. Và chúng ta ở đây chúng ta có nấu một số cái bình thuốc kháng lửa 8 lần 4 là 32 đúng không? Chúng ta có được 32 phút rồi đó. Bây giờ mình lấy thêm 6 bình nữa. Trong này chỉ có ba một cái thôi, một cái brewing stand thôi. Nên mình sẽ phải nấu. Mình còn một vài bình trên này nữa. Một bình ở đây, nhiều quá ta. Phải vậy chứ, chuẩn bị mà. Chúng ta sẽ lấy còn Nether Wart ở phía bên này. Nether Wart. Chà. Có vẻ như chúng ta phải hình như mình có nhớ là chúng ta đã có nhiều Nether Wart lắm. Tuy nhiên là nhiêu đây cũng đã đủ. Nhiêu đây đồ là đủ rồi. Chúng ta chỉ cần đem một bình thuốc theo và bây giờ mình không có uống cái thuốc nhìn trong đêm bởi vì nó không cần thiết. Chúng ta sẽ lấy gạch. Gạch Nether đâu? Đây. Chúng ta sẽ cần gạch của Nether. Và giây phút kinh khủng đã tới. Lỡ có chết là không biết đường lâu luôn đó nha. Bây giờ chúng ta uống bình thuốc vô trước. Và bắt đầu. Mình hãy đập cái này ra trước đi. Để mình có đường mà mình đi. Leo lên á. Không có đường leo lên là mệt luôn đó. Chúng ta uống thuốc kháng lửa rồi nha. Nhảy xuống. Bây giờ bên dưới này thì không thấy gì hết. Không có thể thấy được một thứ gì. Và chúng ta chỉ có thể đặt. Rồi. Đó.
Đó là điều mà mình không mong muốn. Đâu rồi, đâu rồi? Ôi, đã bơi hơi xa rồi. Và chúng ta đã chạm tới, hình như là đã gần chạm được tới đáy. Đây rồi. Đâu. Cố gắng nhìn nha, bởi vì mình cũng không thấy gì đâu. Mình bị chặn bởi đám lửa. Chúng ta chỉ cố gắng mà xem thôi. Đó. Bây giờ chúng ta còn 7 phút nữa, ghê quá. Làm công việc này thật là kinh khủng. Chúng ta phải ốp cái tường này xuống, bởi vì nếu không ốp cái tường này xuống, chúng ta sẽ khó khăn trong công việc làm sắp tới lắm. Và ở dưới này thì chúng ta có thể đi được. Mình sẽ ốp ngang qua trước. Chúng ta phải để mắt tới cái phần thuốc. Chúng ta đi ở sát ở bên dưới này thì chúng ta có thể dễ dàng theo dõi hơn. Đâu rồi, đâu rồi. Hô, 6 phút. Nãy giờ thì mình rất là lo sợ. Làm công việc này nó rất là nguy hiểm. Nó phía bên dưới, tôi đang bơi trong nham thạch. Sao không đặt được vô cái khối đó vậy? Chết rồi. Đây rồi. Và mình đã đặt được cái khối vô trong đó. Chỉ cần chúng ta bơi lên là chúng ta sẽ khó có thể nhìn được. Cho nên phải cố gắng. Đây rồi. Có con gát. Nghe tiếng con gát. Nhưng con gát nó không thể nào nó xuống tới dưới này được. À, nó bơi xuống được. Nhưng mà hình như gát không có xuất hiện được bên dưới này đâu. Wow. Vậy là mình đã đụng cái trần lời. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Đường lên đâu. Chúng ta chỉ có thể lên trên này thôi. Wow. Một chuyến đi thật là kinh khủng. Đây là trải nghiệm mà mình không muốn, không bao giờ muốn lặp lại. Chúng ta hãy coi thử coi mình đang ở đâu vậy. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Cái vách tường đâu rồi? Đây là đá. À, đây rồi. Đây là cái chỗ mà đây rồi. Chúng ta đi về hướng bên này. Chúng ta hãy cố gắng nào. Và đây mình đang xem cái chỗ để mình có thể đặt được. Chúng ta nếu mà chúng ta cố gắng nhìn thì chúng ta vẫn có thể thấy đây cái đá Netherrack nó nằm ở phía bên dưới. Đâu rồi? Netherrack. Chỗ này nó xuống sâu hơn. Nó xuống sâu hơn. Và qua đây nó sâu hơn nữa. 4 phút. Bây giờ mình sẽ cố gắng mình kéo cái đường theo đường dài trước. Còn chúng ta leo lên sau mà được cái là bơi trong nham thạch không có bị có bị nín thở. Họ cố lên nào mọi người. Còn không các bạn còn chần chừ gì nữa, hãy cho Ý Thiên TV một like ngay lập tức. Nếu bạn chưa sập thì hãy sập và hãy xem mình là từng là người đi xuống dưới biển để lắp nước thủy cung và bữa nay mình đi xuống cả địa ngục để lắp nham thạch nữa. Ghê thiệt. Chịu chơi, đây là độ chịu chơi đó. Và bây giờ chúng ta không biết chúng ta lên tới đâu rồi. Ê, coi chừng đừng có đặt sai. Đặt sai là có vấn đề đó. Và bây giờ chắc là mình phải bơi ra ngoài để mình bơi lên thử coi mình đã ở đâu. 3 phút. 3 phút. Phù. Và mình chưa tới được cái beacon nữa. Nó vẫn còn rất xa. Chúng ta hãy cố gắng nào. Chúng ta tới cái bức tường mà mình đang xây rồi. Đúng không? Ủa. Bây giờ chết rồi. Mình bị mất phương hướng. Mất phương hướng rồi bà con ơi. Sao nó có cây cột? Ồ. À thấy chưa? Cây cột đó là cây cột của vô trong này là mặt bên ngoài. Nó có cây cột là cây cột ở phía bên trong. Rồi được rồi. Vậy là chúng ta có thể xác định được từng cái vị trí của những cái khu vực á. Giờ cây cột này với lại cái đây là cái tường mà mình đang xây đúng không? Rồi. Mình lại tiếp tục xây bức tường lên.
Chúng ta hãy để ý tới cái chúng ta hãy để ý tới cái thời gian nha. Bây giờ mình dướng cái cột một chút xíu. 2 phút. 2 phút nói vậy là nhanh lắm á, nên phải cẩn thận. Công việc này ghê quá đi. Sau khi mình hoàn tất được cái bức tường này thì mình sẽ cảm thấy đỡ vất vả hơn. Và có chắc cũng còn 1 phút thôi, còn 2 phút mấy. Ê, cái gì thế? À, bây giờ mình chỉ còn biết là cố gắng mà nhìn vô cái phần nào mình đã đặt xuống rồi, nó sẽ giúp mình nhận diện dễ hơn thôi. Còn bây giờ ở đây chúng ta đang ở đâu? Đặt vô coi. Rồi đó. Chúng ta đang ở sát vách đây là một cái tòa thành. Và đây là cái phần cái tòa thành ở bên. Chết, ở bên nào mà không có mò đầu lên được vậy? Cái này có thể là ở bên trong. Bây giờ chúng ta ra thử ở bên ngoài xem nào. Cũng không có lên được luôn. Bây giờ chúng ta còn 1 phút thì mình sẽ phải đập cái trên này ra đây. Đâu rồi? Cây cuốc. Ở đây là phía bên trong. Ok. Chúng ta mới tới được chỗ này thôi. Wow. Có thể thở phào nhẹ nhõm một chút xíu. Ghê quá. Thật là kinh khủng. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục. Chúng ta còn 40 giây nữa thì chúng ta tiếp tục nào. Bây giờ chỗ này chúng ta đi qua à, không không không, mình phải leo lên, mình phải leo lên. Bởi vì bây giờ chúng ta sẽ đi qua. Ở đây chúng ta dướng cái tòa thành rồi thì chúng ta coi thử coi nó xuống ngay đây. Để cho chắc ăn thì mình uống tiếp bình thứ hai. Bây giờ mọi người hãy chuẩn bị tinh thần. Chúng ta chuẩn bị bước xuống một lần nữa. Tôi đang xuống và đây đây đây. Mình sẽ ốp cái bức tường này ra trước để mình có thể biết được ở đây là nơi là móc cái bức tường của mình nó tới đâu. Đó. Được rồi đó. Chúng ta lại đụng chân một tòa thành nữa. Nơi này tòa thành hơi nhiều. Bây giờ cứ bơi lên mà thôi. Và đục đục phía trên ra. Sao nó không bể? Phù phù. Đâu rồi, đâu rồi? Nó bể cái vách tường mới ghê. Chúng ta tới đâu rồi? Hãy xem thử. Và ngay tại đây, chúng ta lại tiếp tục xuống. Chúng ta cùng nhau bơi lội nào. Và mình đã hết cây đá Nether Brick. Ồ, mình không thấy nữa. Chờ chút xíu. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Ta đi sát vô chút xíu để chúng ta có thể thấy nào. Ta chỉ có được nhìn được phân nửa màn hình phía bên trên thôi. Còn phân nửa bên dưới này chúng ta bị che bởi cây lửa rồi. Ở đây mình mới đi cái đường chân chân tường xung quanh thôi. Và bây giờ chắc lại phải là leo lên. Lại phải leo lên để kiểm tra. Đâu. Ta có một khói, khói ra và khói lên. Mình sẽ phải đặt lên để mình biết ở đâu là cái tường của cái phần mình đang làm cái hộp đêm này. Và bây giờ chúng ta đã bơi ra cái này thì nó là bên ngoài. Ủa sao kỳ vậy? Bơi ra vậy nó là bên ngoài rồi. Không được, không được. Lộn rồi, lộn rồi. Bơi ra là bên ngoài là không được. Nó phải nằm ở bên trong mới được. Như các bạn đang thấy đây, rất rất là khó khăn để có thể làm được. Và có lẽ là mình sẽ đi lên trên trước đi. Đâu rồi, lên trên nào. Ta lên đây là vách tường.
Còn lên đây là phía ở trong này mình nhớ có một cái chỗ hồi nãy mình đào ra để mình bơi lên. Nó chưa bể ra nữa. Rồi bây giờ nó bể ra rồi đó. Phù. Không biết các bạn cảm thấy như thế nào, nhưng mà mình cảm thấy đây là một kinh nghiệm rất là thú vị. Và bây giờ chúng ta đã thử cách thứ nhất để có thể làm được cái khu vực này. Và mình thấy cách này sao nguy hiểm quá. Bây giờ mình sẽ thử cách thứ hai để chúng ta có thể làm chỗ này, hy vọng là nó sẽ an toàn hơn một chút xíu. Bây giờ đầu tiên là mình sẽ phải đập ra, chúng ta sẽ phải đập ra cái phần này đi. Chúng ta lấy cát nào, và cát mình để hết ở chỗ này rồi. Chúng ta lấy khoảng 2 stack thôi, và chúng ta vẫn còn thuốc. Bây giờ mình sẽ bỏ cát xuống dưới. Đây đây, chúng ta cứ bỏ cát xuống dưới cho đến khi nào nó lấp lại toàn bộ luôn. Rồi đó, nó bị dướng cái phần đó nên mình không có dòm được. Như các bạn đang thấy thì cát không hề bị mất khi mà chúng ta bỏ nó như vậy nè. Giống y chang như mình làm cái thủy cung thôi, chúng ta ốp cát vào. Lại là cát, lần này không phải là cát với nước, mà là cát với lại nham thạch. Khi chúng ta ốp cát vào như thế này thì nó sẽ chiếm những cái khối nham thạch ở bên dưới luôn. Thì chúng ta sẽ thấy an toàn hơn đó. Có lẽ cái cách này là cách an toàn hơn. Bây giờ mình cứ để xuống hết đi rồi lát nữa mình chỉ việc đào cát xuống thôi. Chúng ta đào cái cát này xuống. Chúng ta sẽ phải làm một cái khu thật là lớn. Đây chúng ta có thể thu lại với cái cát này được rồi, thu lại. Và có vẻ như cách này nó dễ dàng hơn cho công việc của mình. Mình cảm thấy nó sẽ dễ hơn. Đầu tiên là chúng ta cứ đào ra, chúng ta bỏ cát xuống. Sau đó khi mà cát nó đã yên vị như thế này nè, mình sẽ làm một cái khu thật là lớn. Xong chúng ta sẽ đập cát ra. Nói chung là phải thử từng cách mới biết. Thì cái cách bơi trong nham thạch sao thấy phiêu quá à. Lỡ đâu quên quên chết chết chứ đó, là chỉ có biết khóc hận thôi đó. Và bây giờ chúng ta chặn những chỗ này lại luôn. Và ở giữa này còn không? Còn. Còn nham thạch. Đó, và như vậy nó đã đầy đủ. Sau khi mình chặn lại rồi thì mình có thể đập những cục cát này ra. Thì bây giờ mình có thể, nếu mà chúng ta đập cục cát này ra chỗ này ra nè, thì chúng ta sẽ mất cái phần cát bên đó. Rất là ổn. Trước tiên thì chúng ta chắc là cũng phải có hy sinh một vài cục cát chẳng hạn. Chắc là phải vậy quá. Còn không thì chúng ta phải đi cái đường viền trước để mình thử trước đi, rồi chúng ta quyết định coi chúng ta làm cách nào cho nó hợp lý nhất và nó phù hợp với điều kiện kinh tế của chúng ta nhất. Ghê thật. Chỗ này không sâu lắm. 1 2 3 4 5 6 6 6 1 2 3 4 5 6. Chỗ đó chỉ sâu 6 ô thôi, nhưng mà không có thuốc kháng lửa là đủ chết đó. Khi bạn đã ốp được như thế này rồi thì chúng ta sẽ phải đào xuống. Ví dụ như ở đây mình đào xuống một ô và chúng ta có một cái phần nham thạch ra, thì tốt nhất để mình đào qua bên này đi. Đó. Chúng ta đào xuống như thế này. Bây giờ mình sẽ phải hy sinh cái phần cát bên đó. Và nham thạch nó sẽ bắt đầu chảy vô. Mình còn 1 phút nữa. Từ từ. Ồ, chỗ này mình ốp gạch rồi ha. Bây giờ nếu như các bạn thấy thì bây giờ chúng ta làm như vậy á, thì nó sẽ đỡ tốn thời gian hơn. Mình sẽ phải ốp gạch một cái đường viền cỡ 3 ô xung quanh đó. Nó lòi ra 3 ô như thế này nè. Mình có thể đào xuống ở đây. Đầu tiên là mình chặn được nham thạch ở giữa, ở bên trong. Và cái thứ hai á, là khi mà mình chặn được nham thạch ở đây nữa, chúng ta sẽ có mình sẽ đào xuống đây, mình sẽ phải bỏ đi cái phần cát ở cái ô ngoài cùng này. Rất rất là ổn, nhưng mà cũng phải làm thôi. Sau đó mình có thể bắt đầu mình đặt mấy cái miếng gạch, mình uống thuốc kháng lửa vô và mình bắt đầu đặt mấy cái miếng gạch từ trên này xuống. Đó, đó là những cái mà mình thấy chúng ta có thể làm cách thứ hai này, không biết là nó có hay hơn hay không, nhưng mà tình hình là nó sẽ đỡ hao vật liệu hơn rất rất là nhiều. Mà nó cũng cảm thấy có cảm giác an toàn hơn.
Bây giờ mình sẽ tiếp tục làm theo cái cách thứ hai thử xem. Chúng ta sẽ đi đi theo hướng này đi. Mình sẽ đào ra, đập những cái cục này ra để chúng ta thử, và chúng ta cần có mình uống thuốc kháng lửa vô ngay lập tức. Nếu không nó kéo máu tới chết. Bây giờ là tôi là một ngọn đuốc sống bắt lửa. Được rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục làm cái phần này. Chúng ta sẽ hãy xem thử coi lần này mình có phải bỏ mạng lại tại đây hay không. Và sau khi mình làm tới đây thì mình vừa nghĩ ra hồi nãy mình tính hơi dở. Chúng ta cứ đổ cát hết xuống một cái sàn ở đây luôn, đổ hết toàn bộ, chứ không tới hết được khu vực bên đó đâu. Cao lắm là nó ra tới đâu thì mình không cần biết. Ví dụ như bây giờ nó ra tới ngay đây thì ba ô, thì mình chỉ cần bỏ cái đường ở giữa này đi là chúng ta có thể có được một cái khu vực an toàn rồi, thì chúng ta sẽ lấy lại được mớ cát bên đó. Và mình sẽ tiếp tục, ví dụ như bây giờ mình đập cái phần này ra như các bạn đang thấy nè. Chúng ta sẽ nói bên này dễ hơn. Bây giờ mình có một cái đường cát ngay từ đây đi, giả sử như đây là có cát rồi nha. Và mình chỉ cần đập một cái phần ở trong ra thôi. Chúng ta đập một cái trong ra. Chúng ta chừa ở đây một ô để cho chúng ta chặn cái dòng nham thạch ở đây lại. Thì sau khi chúng ta làm xong hết, chúng ta có một cái sàn ở bên dưới này đi cho thoải mái rồi đó, thì chúng ta mới dọn cái cát này đi, dọn cái cát ở bên hông này ra nè. Sau đó mình sẽ có thể thoải mái mà mình ốp cái phần cột của mình vô lại. Như vậy thì thật là tuyệt vời đúng không? Nãy giờ mà mình không nghĩ ra. Khi mà làm hồi nãy á, thì mình mới có cái mới nghĩ thấy sao có tại sao mình lại phải cực khổ mình bơi trong nham thạch như vậy, tại sao không chọn cách dễ hơn. Nhưng mà khi mà làm cách này thì bạn phải cái chỗ này là chỗ quái có thể xuất hiện được. Chúng ta đang ở là cát mà, lát nữa một đống quái nó đầy trong này luôn, nó vui lắm ha. Và chúng ta đều biết là khi mà mình ốp lại thì bên trong này sẽ có quái, vì thế mình sẽ phải ốp gạch một cái đợt gạch khác. Lúc đầu mình xài đá cuội là như vậy đó. Và bây giờ chúng ta sẵn thời gian này chúng ta hốt đi, ta hốt với nham thạch đi, hốt luôn. Tự nhiên bỏ vô lại chi vậy. Vì thế mình sẽ có một cái lượng chất đốt quý hiếm để dành. Bây giờ cẩn thận nào, không có được chạy bậy bạ té chết đó. Bây giờ mình sẽ tiếp tục ốp như thế này tới khi nào mình ốp được hết mớ cát mình đang có thì chúng ta sẽ làm thử cái cách mà mình vừa nghĩ ra xem nó có hay hơn không hay là nó dở hơn. Cái đó thì mình hy vọng là nó sẽ hay hơn thôi. Và hãy để mình tiếp tục, mình sẽ hẹn gặp lại các bạn khi mà mình đã làm được như mà mình nói, hoặc là khi mà mình đã hết cát rồi. Và mình đã xài hết cái số lượng cát mà mình đã đem qua đây. Bây giờ chúng ta sẽ làm theo như cái cách mà mình nói. Hy vọng là nó sẽ không có gì đau xót ở nơi này. Chúng ta cứ từ từ mà đi xuống.
Đây, đây. Và mình đã thành công rồi các bạn ơi. Hi. Như vậy là chúng ta có thể dọn một cách an toàn nhất. Và hãy từ từ. Càng tới gần cái bức tường thì chúng ta càng không được gõ cát nó rớt xuống nhanh quá. Bây giờ mình sẽ đặt cầu thang để mình leo lên. Cái cột này sau này mình sẽ đập ra luôn mà. Cho nên chúng ta cứ từ từ đi. Bây giờ chúng ta có một cái đường đi xuống dưới trước đã. Đầu tiên là chúng ta nên đi cái đường viền xung quanh. Bởi vì cái đường viền xung quanh nó vô cùng quan trọng. Lỡ mà như cái đường viền xung quanh nó bể là vui luôn á. Chỉ biết ngậm cười nơi chín suối. Không biết có ngậm cười không hay là ngậm một cục tức nữa. Đây, đó, ra cái đường. Ngay tại đây. Mình sẽ hơi hướng về phía bên trong cái mũi. Khoan 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 khoan. Chúng ta lấy cái cục này ra xong chúng ta đi lên nào. Mình phải đi lên để mình coi. Ngay đây. Đó, ngay đây là đường cuối cùng tại vì mình chỉ mới tới đó thôi. Như vậy là chúng ta đã có một cái khu vực ở bên trong được dọn ra rồi đó. Và bây giờ mình có thể bỏ những cái cát ở đây đi để mình có thể lấy lại. Và mình bắt đầu công việc tiếp tục. Công việc nó lại lặp lại như thế này. Nó sẽ lặp lại đến khi nào mà mình làm hết toàn bộ cái sàn ở đây. Chúng ta có cái sàn rất là lớn. Chúng ta hãy nhìn lại coi. Còn cái này chỉ mới có một chút xíu thôi à. Còn khúc bên kia nữa. Căng thật. Bây giờ chúng ta sẽ phải... Ê, ê, bánh. Ồ, mất cát. Uổng quá. Chúng ta phải xuống ở đây. Mình có thể đảm bảo 100% với các bạn là khu vực này hoàn toàn an toàn nếu mà chúng ta gõ đúng cái hướng mà chúng ta đã làm rồi. Cái hướng an toàn á. Và hãy cẩn thận khi mà nó tới cái bức vách này. Chưa thấy cái cầu thang đâu hết. Đừng có gõ mạnh quá. Đó, 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 thấy cái cầu thang rồi kìa. Và mình chỉ lo là chúng ta gõ bể cái cát ở ngoài cùng thôi. Cái cát ở ngoài đây nè. Cái đó là cái chỗ mà mình muốn né nhất. Bây giờ trong này thì cứ xả láng. Xả láng đi. Chúng ta sẽ có một cái khu vực rộng rãi để... Và khu vực này mình sẽ phải đập ra ốp sàn lại. Chắc chắn rồi. Bởi vì cái sàn này nó có chỗ cao, chỗ thấp, lồi lõm. Không được. Chúng ta xem thử coi chúng ta gần tới bên đó chưa nào. Chắc là mình sẽ phải chạy đi lấy thêm cát qua đây để cho chúng ta làm nhanh hơn. Với số lượng cát này chúng ta sẽ làm khá lâu. Chúng ta có thể ốp nhiều cát hơn và sau đó chúng ta... Rồi thấy thấy con zombie Pigman rồi kìa. Nghĩa là thấy nó là chúng ta đã có thể biết được là chúng ta đã tới được cái khu vực an toàn. Đó. Chúng ta dẹp cái cát này đi. Sở dĩ mình không sử dụng mấy cây đuốc bởi vì cây đuốc nó rất là chậm, nó còn bị lỗi, nó giống như cái block mà nó cập nhật không kịp á, nó thành ra cái lỗi, cát nó vẫn lơ lửng, chúng ta lấy xẻng gõ cho lẹ, nó xẻng xịn mà, đó quá nhanh, như vậy nó sẽ lẹ hơn là chúng ta xài mấy cái cây đuốc, mấy cây đuốc nó chỉ thích hợp để chúng ta làm khi mà chúng ta nó đã bao quanh một cái khu nào đó, chúng ta chỉ loại bỏ cái khung mà chúng ta làm cái bờ bao thôi, cái giới hạn bờ bao á. Chứ còn làm khu vực bên trong này mà làm cây đuốc chậm lắm. Tuy nhiên là cây đuốc nó sẽ không có bị hao hụt. Còn cái này thì nó có hao hụt. Cái độ bền của cây xẻng của mình nó đang giảm. Mà không lo, xẻng thì chúng ta dư thừa. Thoải mái. Có những thứ không cần phải lo. Đó, bắt đầu nó ra một cái khu vực lớn rồi đó. Bây giờ mình coi thử mình có lụm lại hết chưa. Mình không muốn mất một cục nào đâu. Bởi vì nó là vật liệu quý hiếm ở đây. Có con zombie Pigman sẽ rất là khó khăn cho mình. Mình mà gõ nó một cái là chúng ta sẽ phải đánh lộn với nó. Nó xuất hiện khi mà mình đang xây dựng, đang làm cái công việc ở đây nè. Nói chung là quái xuất hiện nhanh lắm. Và mình sẽ phải cẩn thận bởi vì khu vực bên dưới này có gas.
Mình chỉ cần đào ra như thế này thôi là nó có gas nè. Bây giờ mình đào ra cho các bạn xem trước, rồi mình sẽ từ từ làm phần còn lại sau. Chúng ta cảm thấy rất là nguy hiểm. Công việc này sẽ đòi hỏi rất là nhiều thời gian của mình đây. Chúng ta phải hạ cái sàn xuống. Sau khi chúng ta làm xong cái này thì chúng ta còn một số điểm nữa, chúng ta sẽ hoàn thành cái máy này. Đó là cái hệ thống giết mổ. Có một số bạn hỏi làm sao để giết mổ. Nếu mà không không hạ cái sàn này xuống thì khó làm hệ thống giết mổ lắm. Bây giờ chúng ta có thể leo lên, bắt đầu lại những gì mà chúng ta đang làm ở phía bên đó. Bây giờ mình tới đây rồi đúng không? Đó, thì bây giờ mình có cát của mình quay lại rồi. Mình sẽ tiếp tục rải đều cát ra cho nó khi nào nó bao quanh lại đây. Chúng ta có thể đếm sơ được số lượng cái ô mà mình có thể làm. Ví dụ như mình đang có, chúng ta đếm bao nhiêu khối cát chúng ta đang có ở đây. Đếm được hết á. À, như đây là 19, 19 stack. Kỳ nha. Đây, như đây là 18 tắc, 18 nè, này là 9, mỗi ô này là 9 là 18. 18 với 1 là 19, 19 với 36. Rồi chúng ta cứ lấy cái đó mà nhân lên. Thì khi chúng ta được cái con số cụ thể thì mình sẽ tính một cái khoảng cách của khu vực kế tiếp là khu vực này. Chúng ta sẽ tiếp tục up cát xuống tiếp và chúng ta sẽ lại đào ra một cái ô ra. Thì chắc nhiêu đây cát là xài tới khi nào mà nó có lẽ là chúng ta sẽ phải chạy cái đường viền ở đây trước. Cái đường ở trong này nè. Bởi vì cái đường ở trong này nó quan trọng. Cái đường ở trong này là cái đường làm dấu. Nếu mà chúng ta không chạy trước thì chúng ta sẽ thiếu cát. Và thiếu cát là 100% rồi đó. Thì cái phần này chúng ta không lấy lại được. Hiện tại thì cái phần này chúng ta chưa lấy lại được. Và nếu chúng ta có lấy lại thì nó cũng sẽ mất. Nó mất là bởi vì khi mà mình đập cái cát này ra, nham thạch sẽ đổ xuống, đổ ập vô mặt mình. Và mình sẽ phải uống bình thuốc kháng lửa vô. Thì cứ như vậy mà mình phải làm tới thôi. Ôi, công việc này cũng đòi hỏi giống như thủy cung vậy đó. Thủy cung lần trước chúng ta cũng làm y chang như vậy. Và lần này chúng ta cũng làm y chang như vậy luôn. Chúng ta sẽ phải, có lẽ là mình sẽ phải làm từ từ. Mình dọn ra, mình đập bớt. Chúng ta sẽ phải hạ những cái ô này xuống luôn nè. Đó. Nó sẽ đòi hỏi sự kiên nhẫn, kiên trì của người chơi rất rất là nhiều. Nếu bạn không đủ kiên nhẫn thì hơi mệt rồi đó. Chúng ta uống một bình thuốc nhịn trong đêm vào. Và chúng ta hãy dòm lại. Dòm lại một lần nữa. Ở chỗ này như bạn thấy nè, cái khu đất nó không có phẳng. Nghĩa là đằng sau này khi mà mình đào xuống nó thêm hai ô nữa thì mình sẽ phải hy sinh cái lượng cát ngay đây. Và nếu mà nguyên cái phòng này cái lượng cát mình bỏ đi á, nhiều quá. Nhưng mà cách này thì nó an toàn hơn là cách mà mình bơi trong nham thạch. Mình bơi trong nham thạch mình thấy cảm giác nó phiêu phiêu bồng bềnh như thế nào á. Không biết lỡ đâu quên uống thuốc kháng lửa cái là thôi xong. Thì chúng ta sẽ tiếp tục công việc này. Có lẽ trong tập sau chúng ta sẽ đổi qua làm cái công việc khác ở nơi khác đi. Còn công việc này thì mình sẽ để dành trong chương trình truyền hình trực tiếp mà mình làm. Và chúng ta sẽ hoàn tất cái máy này khi chúng ta làm trong chương trình truyền hình trực tiếp luôn ha. Thì cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hãy like ngay lập tức. Bởi vì ngày hôm nay, Ỷ Thiên TV rất là tự tin. Đã lao xuống nham thạch và bơi. Thì cái like là nguồn động lực rất là lớn để cho mình có thể tự tin đến như vậy. Các bạn hãy tiếp tục theo dõi Ỷ Thiên TV nữa nhé. Chúng ta sẽ có những chương trình truyền hình trực tiếp trong tuần này. Có lẽ ngày nào thì mình chưa biết, nhưng mà thời gian nào rảnh thì mình sẽ làm liền. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào các bạn trong những tập kế tiếp. Bye bye!